Vâng xin kính chào, chào quý vị và các bạn à, Mình thì à, là trung tâm đồ gỗ văn 6 Mình ở tại Phổ Yên, Thái Nguyên à, Trong cái thời gian vừa qua thì các bạn cũng đã biết rồi Đúng không ạ? Một cái trận lũ lụt à, cơn bão Iagi số 3 Đổ bộ vào Và cái khu vực miền Bắc này thì Có Thái Nguyên ảnh hưởng khá là nặng lề Lũ lụt khi ập đến Nguồn nước ở thượng nguồn đổ xuống Hiện nay bây giờ các con sông đang bị ngập rất là nhiều Ở các cái hộ dân xung quanh Ở rìa con sông thì à, trong ngày hôm qua, ngày hôm kia thì Trung tâm Đồ gỗ Văn Sáu cũng đã đi uh, quyên góp, cũng đã đi ủng hộ, cũng đã đi cứu trợ vùng lũ lụt ở các cái vùng bị ngập lụt. Và đến hôm nay thì Trung tâm Đồ gỗ Văn Sáu hôm nay lại bắt buộc lại tiếp tục phải ở nhà để mà uh, bán hàng. Uh, bán hàng thì mới có tiền để ủng hộ được, đúng không ạ? Bán hàng thì mới có tiền để uh, sinh sống được, đúng không ạ? Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số các cái sản phẩm mà trung tâm đồ gỗ văn sáu thường hay à, chia sẻ lên trên trang youtube lên trên facebook lên trên zalo đó chính là những sản phẩm rất là hấp dẫn một trong những chiếc bình hoa sen anh em có thể nhìn thấy ở đây bình hoa sen này được làm trên chất liệu bằng gỗ ngọc am một cái dòng gỗ rất là thơm cái bình này cũng làm từ gỗ ngọc am mình à, đứng ở gần đây mình cảm thấy cực kỳ thơm luôn À, cái bình này thì giá trị của nó là hơn 2 triệu thôi rất là rẻ và anh em nhìn thấy cực kỳ đẹp luôn đục rất là cầu kỳ anh em nhìn thấy những cái này là những cái đục bằng tay hết nhé đây đấy cái lá sen non này đục bằng tay này đấy, mình sẽ tháo cho anh em xem nó rất là cầu kỳ người ấy. nó cực kỳ thơm nó rất là thơm luôn bởi vì cái dòng gỗ ngọc am này là một trong những cái dòng gỗ rất là thơm đấy. Đây là hoa sen Đấy bát sen Lụ sen Đấy anh em nhìn thấy một bộ này Một bộ này thì nó có ví dụ như là Loại thì 17 bông Loại thì à, à 21 bông Loại thì 23 bông Loại thì 25 bông Đấy nó tùy theo Thì đây là một trong những cái loại mà mình cảm thấy là nó rất là đẹp Đấy uh, Trưng bày anh em nhìn thấy này Nó rất chi là hấp dẫn Đúng không ạ Ở đây thì xem nào hai này 4 này cái này là đi được 19 cái này là 19 bông Đấy, mẫu này là 19 bông nha anh em cái này tháo lắp ra được anh em nhé sau khi mà anh em về đến nhà rồi thì anh em lại phải lắp nó lại đấy và anh em để thì để trưng bày nó sẽ rất là đẹp một trong những cái sản phẩm tiếp theo nữa thì mình cũng muốn là chia sẻ cho anh em bởi vì là ở nhà mình thì nó có rất là nhiều mà chia sẻ cho anh em thì nếu mà không chia sẻ kỹ thì anh em cũng sẽ không 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 lắm được đây một trong những cái mẫu tượng di lạc kéo bao tiền đây này cái mẫu này ấy, là được rất là nhiều người người ta lựa chọn bởi vì theo cái quan điểm về phong thủy người ta chơi phong thủy người ta rất thích là à, trong gia đình nhà mình à, nó có một cái bức di lạc nó có một cái gì đấy để tạo lên phong thủy để tạo lên cái giá trị khi mà người ta sử dụng người ta ở à, đúng không ạ à, thì không thể thiếu được một bộ tượng di lạc bộ tượng di lạc này nó cũng khá đầy đủ các cái tố chất ở bên trong về phong thủy thứ nhất là có những đứa trẻ con hay người ta gọi là những cái chú tiểu đồng thứ hai nữa là có cây như cây đào cây đào là một trong những cái cây mà người ta rất chi là chuộng đúng không ạ đấy à, mỗi mùa xuân về hay là mỗi mùa xuân đến hay là mỗi cái dịp mà tết đến xuân về là người ta hay trưng bày cái hoa đào hoa mai ở trong nhà một cái điểm thứ ba nữa đó chính là cái bị tiền một gia đình mà có nhiều tiền thì anh em nào chả thích đúng không ạ một cái bị tiền này là một cái bị tiền tượng trưng cho một cái sự à, sung túc sự giàu sang phú quý ở trong gia đình đúng không ạ một cái điểm thứ ba nữa là một cái điểm con kỳ lân này con kỳ lân này là anh em thừa biết là nó tạo lên những cái giá trị như anh em thấy là nó hỉ tức là tất cả những cái cuộc vui tất cả những cái cuộc mà khởi sắc một công việc mới một cái thành quả mới thì à, kỳ lân hay người ta còn gọi là múa lân ấy, là người ta hay dùng đến những cái con kỳ lân này để tạo lên một cái không khí vui vẻ và tạo lên một cái giá trị phong thủy đúng không ạ và điều đáng nói nhất ở đây đó chính là một trong những cái cụ đó chính là di lạc một cụ di lạc lúc nào cũng hoan hỉ mặt lúc nào cũng tươi cười anh em nhìn thấy bất cứ ở đâu bất cứ ở vị trí nào nằm hay ngồi hay đứng hay đi thì đều thể hiện một cái khuôn mặt rất chi là hoàn hỷ luôn lúc nào cũng tươi cười cho nên là một cái bức tượng hoàn hảo như thế này được làm trên chất liệu bằng gỗ hương mà được à, anh em nghệ nhân của trung tâm đồ gỗ văn 6 đã thể hiện thì đã tạo lên được một cái giá trị nghệ thuật về phong thủy cực kỳ đẳng cấp để chúng ta có thể trưng bày ở trong gia đình để làm sao mỗi khi chúng ta đi làm về chúng ta ngồi nghỉ ngơi chúng ta nhìn chúng ta ngắm chúng ta mới thấy được cái giá trị từng đường nét từng chi tiết thể hiện trên khuôn mặt thể hiện trên bao tiền thể hiện trên cái cây cái cánh hoa thể hiện trên những cái đường nét chi tiết chạm khắc nhỏ trong cái tác phẩm này. Một cái điều một cái điều mà trên tác phẩm này còn ý nghĩa rất là quan trọng nữa đó chính là một cái chú rơi. Chú rơi này là một trong những cái chú mà tượng trưng cho một cái nhất phúc. Nhất phúc ở đây là gì? Đúng không ạ? Đây một chú rơi đây anh em có thể thấy được rằng là nó đẳng cấp trên một tác phẩm. Cho nên là nếu như anh em nào mà chưa từng hiểu, chưa từng biết, chưa từng à, tham gia à, để mà hiểu hết về một cái tác phẩm này, thì anh em sẽ thấy à một cái tác phẩm này nó chỉ là một tác phẩm rất bình thường thôi. Nhà ai cũng có, nhà ai cũng cũng dùng chẳng hạn như vậy. Thế nhưng mà không, một tác phẩm nó có rất là nhiều cái đường nét chi tiết để có thể thấy được rằng là nó thể hiện cái tay nghề thể hiện cái tình cảm thể hiện cái phong thủy cái tố chất của phong thủy đúng không ạ cho nên là có những bức tượng thì chỉ có đục chạm một cái cụ di lạc cụ à, di lạc à, này không thôi còn có những à, tác phẩm thì di lạc kéo bao tiền có những tác phẩm thì di lạc chỉ có vác cành đào có những tác phẩm chỉ có di lạc mới lại à, mấy chú tiểu đồng đúng không ạ Thế nhưng mà ở đây thì một tác phẩm này nó hoàn toàn đầy đủ các cái tố chất tiền vàng là là cụ di lạc để đứng lên này đấy rồi thì à vác cành đào cũng có này nhất phúc cũng có này tam tiểu đồng cũng có này đúng không ạ bị tiền cũng có này đấy rồi thì nghe cũng có này anh em thấy không ạ nó quá đầy đủ đúng không ạ nó quá đầy đủ vậy thì tác phẩm này anh em còn trần trừ gì để mà suy nghĩ gì để mà rước cái tác phẩm này chúng ta lên rước hay không lên rước thì chúng ta sẽ hiểu hết về cái tác phẩm này đúng không ạ với trung tâm đồ gỗ văn 6 để chia sẻ cho anh em tác phẩm này duy nhất chỉ có một bức không có bức thứ hai giống như thế này cho nên là tùy anh em anh em cảm thấy ưng anh em cảm thấy giá trị về phong thủy anh em có thể liên hệ với đồ gỗ văn 6 và một lần nữa thì trung tâm đồ gỗ văn 6 luôn À, mong muốn và cảm ơn quý vị và các bạn khi các bạn đã đến với trung tâm đồ gỗ văn sáu thì đồ gỗ văn sáu có hàng trăm tác phẩm để chia sẻ cho anh em mỗi một tác phẩm đều có một cái giá trị khác nhau và đây cũng là một trong những cái thành quả mà 27 năm làm nghề thì trung tâm đồ gỗ văn sáu đã cho ra hàng nghìn hàng trăm nghìn tác phẩm để đưa ra thị trường cảm ơn anh em rất là nhiều